Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Quân Ukraine áp sát Svato, 5 kho đạn và 20 chiến xa của Nga nổ tung. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv sáng thứ Bảy 31 tháng 12, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Romo cho biết trong 24 giờ qua, thành công nổi bật nhất của quân Ukraine là các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh Ukraine đã tấn công 5 kho đạn dược và một hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Đây là những kho đạn rất lớn nên chúng đã nổ tung trong nhiều giờ và gây thương vong cho các lính canh Nga. Một số được ghi nhận là mới được chuyển từ Nga sang để tiếp tế cho các chiến trường Lyman, Bakhmut và Avdiivka. Trong ngày qua, quân đội Nga đã tiến hành 16 cuộc không kích, trong đó có 15 cuộc nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Đối phương đã sử dụng 8 máy bay không người lái cảm tử Sahib-136 và tất cả chúng đều bị bắn hạ. Ngoài ra, những kẻ xâm lược Nga đã khai hỏa bằng hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt 17 lần. Các cuộc tấn công bằng pháo của Nga vào các khu định cư hòa bình đã khiến 3 người chết và 10 người bị thương. Theo chuẩn tướng Oleksiy Romo, quân đội Nga tiếp tục mở các tấn công theo hướng Lyman và Bakhmut, trong khi cố gắng cải thiện các vị trí chiến thuật của chúng ở hướng Kupiansk và Avdiivka. Tại Bakhmut, quân Wagner tấn công đồng loạt theo ba hướng. Hướng Nam, quân Wagner và cái gọi là lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tiến từ phía Odradika, tấn công vào làng Obidne. Hướng Đông, từ Poroke, trung đoàn 254 súng trường cơ giới tìm cách kiểm soát hai xa lộ T0504 và M03. Hướng Bắc, trung đoàn xe tăng cận vệ số 59 và tiểu đoàn 148 trinh sát, cả hai cùng thuộc sư đoàn 144 súng trường cơ giới, đang tham chiến trong chiến trường Soledad, đã được điều động tăng viện cho quân Wagner tìm cách tấn công vào làng Pidhorone để xuyên thủng phòng tuyến quân Ukraine về phía Bắc. Quân Nga tung một lượng lớn như thế nhằm quyết tâm chiếm cho được thành phố Bakhmut. Tuy nhiên, theo chuẩn tướng Oleksiy Romo, tình hình không đáng ngại vì quân chính quy Nga, quân đội Cộng hòa Nhân dân Donetsk và cả quân Wagner chủ yếu chỉ là các tân binh mới bị gọi nhập ngũ nhát đảm, không có tinh thần chiến đấu và không có kinh nghiệm chiến trường. Quân phòng vệ Ukraine được yểm trợ của pháo binh và không quân Ukraine đã bẻ gãy tất cả 3 mũi tấn công. Quân Nga đã rút lui vào cuối ngày thứ Sáu, bỏ lại hàng trăm xác đồng đội. Theo các nguồn tin tình báo, kể từ ngày 29 tháng 12, một bệnh viện ở Belovod của vùng Luhansk đã quá tải với quân nhân Nga bị thương. Chuẩn tướng Oleksiy Romo cho biết, quân Ukraine đang áp sát Svato. Trong ngày, pháo binh Ukraine đã đánh trúng sở chỉ huy của trung đoàn 488 súng trường cơ giới trong thành phố Svato. Vẫn chưa rõ thương vong của quân Nga. Ông cũng không nói rõ chi tiết để bảo vệ bí mật hành quân. Thông thường, điều đó có nghĩa là quân Ukraine đang sắp tái chiếm một khu vực. Trong vùng Kherson, quân đội Nga đã tấn công bằng hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt
vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Kakarika và thành phố Kherson. Trong khu vực Zaporizhia, các lực lượng không quân Ukraine đã tiến hành 5 cuộc tấn công vào các cụm quân địch. Trong ngày qua, quân đội Ukraine cũng đã bắn hạ máy bay không người lái trinh sát Orlan-10 của Nga, đang tìm cách trinh sát các vị trí quân Ukraine. Các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh Ukraine cũng đã bắn trúng 6 cụm quân và thiết bị quân sự của địch, 5 kho đạn dược và một hệ thống tác chiến điện tử. Trong 24 giờ qua, 690 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến, cùng với 8 xe tăng, 12 xe thiết giáp, 6 hệ thống pháo. Tính chung từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 30 tháng 12 năm 2022, 105.250 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến. Tổng thiệt hại chiến đấu của quân Nga còn bao gồm 3.026 xe tăng, 6.059 xe thiết giáp, 2.010 hệ thống pháo, 423 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 212 hệ thống tác chiến phòng không, 283 máy bay, 267 trực thăng, 1.740 máy bay không người lái, 711 hỏa tiễn hành trình, 16 tàu chiến, 4.683 xe chuyển quân và nhiên liệu và 180 đơn vị thiết bị đặc biệt. Stoltenberg cảnh báo Putin vẫn muốn làm chủ Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Vladimir Putin vẫn chưa từ bỏ kế hoạch kiểm soát Ukraine và cảnh báo mọi người chuẩn bị cho chặng đường dài. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên báo chí rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin đã thay đổi mục tiêu chung của cuộc chiến này, đó là làm chủ Ukraine. Ông nói thêm, Nga đã huy động nhiều binh lính mới và đã thể hiện sự sẵn sàng chịu đựng những tổn thất đau đớn. Đây chưa phải là kết thúc. Chiến tranh là không thể đoán trước được. Thành ra chúng ta phải chuẩn bị cho một chặng đường dài và cả những cuộc tấn công mới của Nga. Chúng ta không nên đánh giá thấp Nga. Người đứng đầu NATO kêu gọi các đồng minh hỗ trợ quân sự cho Ukraine để thuyết phục Tổng thống Putin rằng ông ta sẽ không đạt được mục tiêu làm chủ Ukraine. Ông Stoltenberg nói, nghe có vẻ nghịch lý, nhưng hỗ trợ quân sự cho Ukraine là con đường nhanh nhất dẫn đến hòa bình. Chúng tôi biết rằng hầu hết các cuộc chiến đều kết thúc trên bàn đàm phán. Có lẽ cuộc chiến này cũng vậy, nhưng chúng tôi biết rằng những gì Ukraine có thể đạt được trong các cuộc đàm phán này phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình quân sự. Vì vậy, nếu bạn muốn một giải pháp hòa bình, cần thiết phải bảo đảm rằng Ukraine chiếm ưu thế với tư cách là một quốc gia dân chủ độc lập. Và cách tốt nhất để đạt được điều đó là hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố có một kho hỏa tiễn bất tận. Phản ứng của Ukraine. Hôm ngày 19 tháng 12, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Olesy Danilov nói với hãng tin Rava của Ukraine rằng Nga chỉ có đủ hỏa tiễn để tấn công hàng loạt vào Ukraine, nhiều nhất là 2 hoặc 3, có thể thêm 4 lần nữa là cùng. Nhưng sau đó họ sẽ hoàn toàn không có hỏa tiễn, điều này là không thể chấp nhận được, bởi vì họ có thể gặp những thách thức hoàn toàn khác và họ phải để lại ít nhất một số dự trữ, Danilov nói. Dung áo. Giám đốc chính sách cấp cao tại Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí, nói với Newsweek rằng những bình luận của Danilov về kho hỏa tiễn của Nga có khả năng mang tính chiến lược. Mục tiêu của Danilov là trấn an công chúng Ukraine rằng họ có thể tiếp tục chiến đấu, vì vậy mọi bình luận nên được đọc theo cách đó, Ock nói. Ý chí phản kháng lại Nga là yếu tố quan trọng cho đến nay. Kyiv nhận thức rõ rằng chiến lược của Nga là làm suy yếu ý chí kháng cự thông qua các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng, đồng thời muốn báo hiệu rằng những điều này sẽ không đạt được mục tiêu của họ. Phản ứng lại tuyên bố của Danilov, hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 12, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, tuyên bố rằng Nga có một kho hỏa tiễn bất tận. Tờ Kyiv Independent cho biết, đáp lại tuyên bố này của Nga, Đại tá Yuri Ina, phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine đã đặt ra một số nghi ngờ về tuyên bố của Nga về kho dự trữ hỏa tiễn của nước này. Yuri Ina cho biết trái ngược với những gì Nga tuyên bố, các lệnh trừng phạt quốc tế sẽ cản trở nước này sản xuất thêm các hỏa tiễn hành trình.
Ông tin rằng Nga thiếu hỏa tiễn đến mức các hỏa tiễn của Nga sẽ được ném vào Ukraine ngay khi chúng vừa rời khỏi dây chuyền sản xuất. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại mối quan ngại về liên kết của Trung Quốc với Nga sau cuộc điện đàm Putin tập. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đã bày tỏ lo ngại về sự liên kết của Trung Quốc với Nga khi Mạc Tư Hoa tiếp tục cuộc xâm lược toàn bạo và bất hợp pháp vào Ukraine. Sau cuộc điện đàm hôm thứ Sáu giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh tuyên bố trung lập, nhưng hành vi của họ cho thấy rõ ràng rằng họ vẫn đang đầu tư vào các mối quan hệ chặt chẽ với Nga, ông Ned Price nói. Mỹ và Âu Châu đã cảnh báo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hậu quả của việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến chống Ukraine hoặc hỗ trợ có hệ thống để trốn tránh lệnh trừng phạt. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của Bắc Kinh, phát ngôn nhân nói, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng những người đứng về phía Mạc Tư Hoa trong cuộc chiến phi nghĩa này chắc chắn sẽ thấy mình ở phía sai lầm của lịch sử. Ông kết luận rằng thế giới đang theo dõi xem quốc gia nào đứng lên bảo vệ các nguyên tắc cơ bản về tự do, quyền tự quyết và chủ quyền, và quốc gia nào sát cánh hoặc ngầm hỗ trợ Nga trong cuộc chiến có tính toán trước và không bị khiêu khích. Tưởng cũng nên nhắc lại là hôm thứ Sáu 30 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua liên kết video tại Điện Cẩm Linh ở Mạc Tư Hoa. Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ giữa Mạc Tư Hoa và Bắc Kinh trong bối cảnh cuộc chiến của Tổng thống Nga ở Ukraine. Khi hai bên tổ chức hội đàm song phương qua hội nghị truyền hình, Putin đã mời Tập đến thăm Mạc Tư Hoa vào mùa xuân. Putin mô tả đó là một minh chứng công khai về sức mạnh của quan hệ Nga-Trung trong các vấn đề chính. Tuyên bố của Putin kéo dài khoảng 8 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng hợp tác quân sự có một vị trí đặc biệt trong mối quan hệ giữa hai nước. Ông cho biết Điện Cẩm Linh muốn tăng cường hợp tác giữa các lực lượng vũ trang của Nga và Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng ông Tập đã nói với ông Putin rằng con đường dẫn đến các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine sẽ không suôn sẻ và Bắc Kinh sẽ tiếp tục duy trì lập trường khách quan và công bằng về vấn đề này. Tập Cận Bình đã gọi Putin là người bạn thân yêu của mình trong bài phát biểu giới thiệu của mình, nói rằng phía Trung Quốc lưu ý rằng phía Nga cho biết họ chưa bao giờ từ chối giải quyết xung đột thông qua đàm phán ngoại giao và bày tỏ sự đánh giá cao về điều này. Chủ tịch Trung Quốc cho biết thông qua một phiên dịch rằng trước tình hình quốc tế khó khăn và không đơn giản, Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga, tạo cơ hội phát triển cho nhau, trở thành đối tác toàn cầu vì lợi ích của nhau, vì nhân dân các nước chúng ta và vì lợi ích ổn định trên toàn thế giới. Zelensky thề phòng không Ukraine sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa trong năm mới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông nghĩ lực lượng phòng không của Ukraine có thể trở thành một sức mạnh lớn nhất ở Âu Châu và giúp duy trì an ninh cho đất nước của ông cũng như Âu Châu. Lực lượng phòng không của Ukraine có thể trở thành lực lượng mạnh nhất ở Âu Châu và đây sẽ là sự bảo đảm an ninh không chỉ cho đất nước chúng ta mà còn cho toàn bộ lục địa. Zelensky đã đưa ra lập trường trên trong bài phát biểu gửi quốc dân đồng bào hàng đêm hôm thứ Sáu. Năm nay, chúng ta không chỉ duy trì hệ thống phòng không, mà còn khiến chúng mạnh hơn bao giờ hết, Zelensky tiếp tục. Nhưng trong năm mới, lực lượng phòng không Ukraine sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí hiệu quả hơn. Tổng thống Ukraine cũng cho biết, ông đã tổ chức một cuộc họp với Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào hôm thứ Sáu, với điểm thảo luận chính là về vùng Donbass ở miền đông Ukraine, nơi đang diễn ra những trận chiến khốc liệt nhất. Ông cho biết Ukraine đang giữ vững các vị trí của mình tại các thành phố Bakhmut, Soledad và Krimina. Ông cũng nhấn mạnh rằng, cũng có những khu vực tiền tuyến mà chúng ta đang dần tiến lên. Zelensky cũng gọi vấn đề cung cấp điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của năm tới.
Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hơn 1.800 khu định cư đã được tái chiếm. Tổng cộng 1.884 khu định cư của Ukraine đã được giải phóng khỏi sự xâm lược của Nga kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, theo một quan chức của Tổng thống Ukraine. Cơ sở hạ tầng là một trong những ưu tiên chính của chúng ta, Kirilo Timoshenko, phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, đồng thời cho biết thêm rằng 15.199 đối tượng cơ sở hạ tầng đã được khôi phục, gần như nhiều đối tượng đang trong quá trình được hồi phục. Timoshenko nói thêm, ở biên giới phía Bắc, chúng ta đang thiết lập các cấu trúc bảo vệ hàng rào chống phương tiện và người, hàng rào chống mìn bằng các phần bê tông cốt thép. Timoshenko cho biết có 11.500 cái gọi là điểm bất khả chiến bại ở Ukraine, cung cấp dịch vụ và nơi trú ẩn cấp cho người Ukraine không có điện sau các cuộc tấn công của Nga. Ông nói rằng Ukraine đã nhận được một lô đơn vị vệ tinh Starlink khác từ Ba Lan sẽ cung cấp năng lượng cho các điểm bất khả chiến bại, cũng như hướng tới các cơ sở năng lượng và y tế. Đây là lô thứ ba chúng tôi nhận được từ Ba Lan và là phần đầu tiên của một lô lớn sẽ đến vào cuối tháng giêng. Ông cũng đề cập đến cái mà ông gọi là sự diệt chủng trên không ở Kyiv và than phiền rằng điều đó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Nga đã thực hiện 52 cuộc không kích vào thành phố Kyiv kể từ khi bắt đầu chiến tranh và hơn 600 tòa nhà đã bị hư hại. 120 thường dân Kyiv đã thiệt mạng trong năm nay do pháo kích của Nga, trong đó có 5 trẻ em, 495 cư dân khác bị thương, trong đó có 30 trẻ em. Ông cũng cho biết, còi báo động không kích đã vang lên 638 lần ở Kyiv kể từ cuộc xâm lược. Ông viết, tổng thời gian báo động là 693 giờ 49 phút. Điều này cộng lại là gần 29 ngày. Cư dân thành phố đã ở trong các hầm tránh bom trong toàn bộ một tháng dương lịch. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.